Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn đã trở lại với kênh của anh em mình. Hôm nay thì trời là mưa, trời mưa gió này, hơi mưa này. Thì hai cụ cháu ra ao nhà để câu cá nhé. Ao này ao nhà nhưng mà nhà hàng xóm thôi. Ao này là lâu rồi không thả cá này, nó là ao tự nhiên đấy, nó là ao tự nhiên luôn. Cái nhà ở trên này này, người ta chuyển đi vào cái ao này là không còn thả cá nữa nhé. Thì nó thành cái ao tự nhiên. Thì hai cậu cháu ra đây hôm nay, thứ nhất là mưa gió, ngày nghỉ cuối tuần, ra câu. Thứ hai là ra cũng test cái cần mình vừa mới mua, trị giá chưa đến 300.000. Thử xem là câu có ăn thua không. Này, trời hơi mưa các bạn ạ. Mẹ nó vẫn ở đấy mà. Ôi, sâu hơn. Cần cụ gắn bốc hơn đúng không? Đối vương chưa hầu mệt thế nhỉ? Mày quan trọng là để mà tí nó lên được con chế được con tấn. Má là ma dạ. Bực chắc. Đấy, lại mất cân rồi. Ui dồi, cắn đôi. Tôi xem xét tình hình. Cháu khả năng hơi sâu rồi. Hơi sâu rồi. Ăn là chết cả hai. Nó phải thế. Thế đó. Đấy. Tinh thần rất. Đấy. Cái câu hạt ngô là nó rỉa cái cách nó nuốt ở đấy và nó đàn nó quẫy ở đấy rồi đấy, cả đấy là kéo cũng chết mất một mồi hả. Từ tháng năm tuần này đưa hỏi chỉ vào câu cả ao rớt rơi cái cần đầu đầu nó mềm luôn. Mấy cái thả cần xuống mà đã làm giỏ đầy rồi. Tốc độ này thì nhanh không nhưng mà cái này chỉ có đi đi lại lại để bỏ cá vào gió nó mệt. Đấy. Đấy, mất rồi. Ừ. Khôn tí. Khốn rồi cũng chết. Khốn rồi cũng phải chết. Chuyện là gì nữa? Gần 10 mét. Động.
đưa đưa chú, một tên là bà bụng nhá. Thằng này đang bơi qua. À không, bong mồm đấy. Ở đây nó giữ cho bộ dài nhỉ. Khi nào mới từ cho biết đầu được. mất. Nói rồi. Ôi giời. Mẹ dân con lùi như thật. Đây mới là mất phao này. Nó mất cái môi của mình. Ăn để mà chết. Mưa này là đi. Đi lưỡi lưỡi câu làm quá mệt. Thôi không mưa thì gió rồi được lên. Ồ, đến lúc cá nhát nó đến rồi. Tin siêu cá lóc đưa gì mà đưa gì tình thế tiếc thế rách vố mồm gì ao rồi
Để từ nãy giờ nó ăn mỗi lưỡi này. Phía nào? Bên dưới hay bên trên? Bên dưới. Bên dưới hay bên trên? Diêu hồng. Úi giời ơi. Nó to đấy chứ. Này bắt đầu to dần. Ui. Kéo kinh ý. Con nhảy xếch san tô rơi mất thế này. Cá này nghệ thuật thật đấy. Biết san tô này rơi ra ngoài này. Chết chưa? Được. Chết đấy chưa? Giá trị nào? Giá trị đấy. Thằng này được đấy. Hơn hẳn các thằng khác đấy. Đường nút. Úi giời bày, úi giời nút. Ngâm ngâm lâu lâu một tí mà to hẳn nó mút một phát. Ví dụ như con này to ăn chậm hơn. Mất tích cả phao. Ăn luôn này. Nó mút. Úi. Đây này. Đấy thì tét thế là được coi. Úi dồi ôi, con này nuốt hẳn vào ruột luôn. Ây. Con này nuốt vào ruột luôn. Cho luôn xuống đấy đi. Cái này cho luôn xuống dưới nó dạng em lắm. Cái này lấy cái gì được? Mổ à? Nó phải mổ. Ngón tay út đẩy nó là gì? Đẩy đấy. Thằng ấy. Nó nuốt rồi. Mùi ngon. Mất đời mình nhục rồi. Nó cái que đẩy ra. Còn ôi trời ơi, nó lên liên tục. Nó vào đây thì làm một phát. Thân thang cho lắm rồi. Chả biết con gì đây mà ghê đấy. Mày đợi nuốt con kia gì à? Kết hợp tăm thì không có chê đâu ơi. Đấy. Ôi. Ồ, đôi mình không lên. À, không phải giờ có hai thằng nào. Thằng nào chịu thằng nào à? Đây rồi. Hai nhóc. Cái đàn mới đấy. Kìa đấy, lại oánh phát nữa kìa. Cũng được. Giá trị sống. Giàn tô. Trả thù như vậy. Đại đại kia ấy cứ giật bùm. Nó khỏe. To nó to. Mỗi lần cầu về trước hết chạy. Đó, tâm rồi. Không biết động đậy. À. To dần.
Đấy. Đôi con. Không biết giật cần nào rồi này. Đổi luôn. Làm im đấy. Ôi giời ơi. 2 tiếng đồng hồ hai cậu chóng câu này. Sau hơn 2 tiếng ngồi câu thành quả đấy các bạn. Ôi giời. Đấy. Tuy không không to nhưng mà cũng khá khá. Này nhắn cho là ngay bị chuẩn. Cái bé này. Cậu cháu mình sẽ tiếp tục video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.